Năm 2022, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ 1 đã tiếp nhận và huấn luyện 1.558 chiến sĩ. Trong đó, Tiểu đoàn 3 tại khu vực miền Trung tiếp nhận 353 chiến sĩ được quản lý và bố trí huấn luyện tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sau 3 tháng huấn luyện, sức khỏe, đạo đức, nhận thức và ý thức tổ chức kỷ luật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị trong lực lượng công an nhân dân. Kết quả công tác huấn luyện được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ghi nhận đánh giá cao. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó hơn 83% đạt khá giỏi. Qua thời gian đào tạo với kết quả tốt, các chiến sĩ đều đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là nguồn nhân lực sẽ bổ sung thêm vào đội ngũ cảnh sát cơ động có chất lượng cao, góp phần ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.